Mùa hè năm nay, nhiều công trình trường học trên địa bàn thành phố được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, thiếu phòng học. Thời điểm này, khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bước vào năm học mới 2023-2024, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành các công trình trường học. Trên địa bàn quận Hải Châu, ngoài một số công trình trường học sửa chữa nhỏ trong mùa hè năm 2023, có nhiều công trình được đầu tư lớn đang được thi công. Công trình trường Mầm non Tiên Sa, phường Thạch Thang với tổng kinh phí đầu tư 28,8 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị giáo dục hiện đại đáp ứng nhu cầu hoạt động của học sinh mầm non. Phụ huynh và giáo viên rất là phấn khởi khi thấy trường xây sắp xong và họ tin tưởng là trong năm học mới 2023-2024 thì nhà trường sẽ được đón các cháu khai giảng tại ngôi trường mới. Không khí làm việc trên những công trình vào thời điểm này đang vô cùng khẩn trương để kịp ngày khai giảng. Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, năm học này được đầu tư xây mới, sửa chữa khối nhà lớp học hướng Bắc với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Những phòng học mới xây hiện đại sẽ giúp nhà trường có thêm các phòng chức năng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thì cái việc đầu tư thêm các cái hệ thống phòng ốc, cơ sở vật chất nói chung của nhà trường thì nó sẽ tạo điều kiện cho nhà trường mở rộng thêm các cái hoạt động để nâng cao cái hiệu quả của công tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là cái chú trọng đến cái việc phát triển năng lực và phẩm chất cho các em học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy học và thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, bao gồm xây mới các trường học và xây bổ sung các phòng học ở những trường hiện hữu còn quỹ đất. Công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các trường học trên địa bàn thành phố đang diễn ra với không khí khẩn trương. Để đáp ứng cho cái chương trình học 2018 theo cái chuẩn của cái thông tư 14/2020 nên là hiện nay là công trình đang thi công và trường cũng đang đôn đốc để họ thực hiện cho đúng cái tiến độ của công trình kịp cho cái khai giảng năm học mới. Hiện ngành giáo dục và đào tạo đang tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện, tập trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo đủ phòng học theo lộ trình. Ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 được học 2 buổi một ngày, xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện, mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh.